cho anh em nhá, để xem năm gói nội thất 2 triệu thì khác gì so với gói nội thất mấy trăm nghìn ở mà so với anh em đang làm đấy nhá. Đây anh em, đây là một chiếc Toyota Yaris, thì đây là một cái gói combo chuyên sâu để mà dọn nội thất cho anh em. Thì đây là con này, như đây anh em có thể thấy riêng cái phần khu vực khoang máy thì anh em có thể thấy sau khi dọn xong thì cái khoang máy của chúng ta được sạch sẽ chi tiết hơn. Anh em nhìn thấy đến những cái chi tiết gioăng nhựa con này sẽ được dưỡng lại toàn bộ và vệ sinh hoàn toàn bằng máy hơi nước nóng anh em nhé. Đấy anh em thấy không ạ, đây anh em, đây là cái phần bên trong của máy này. Đấy, sẽ được dọn chi tiết lại hết toàn bộ như này. Và đây anh em thấy trong khoang nội thất đây, đây là sau khi mà bên em đã dọn và hoàn thiện hết rồi, anh em để ý đây những cái khe kẽ đây, anh em có thể thấy đầu ý nhất đây là những cái khe kẽ như thế này sẽ được đánh sạch sẽ và sẽ được dưỡng lại toàn bộ hệ thống da nhựa và cao su, anh em thấy không ạ. Đấy anh em sạch sẽ những cái khe kẽ như thế này sẽ được vệ sinh hoàn toàn. Đây những cái răng quính này sẽ được vệ sinh hết bằng những hóa chất chuyên dụng để đảm bảo cho anh em. Đây phía sau anh em có thể thấy đây những cái chi tiết răng cửa này, răng cốp này sẽ được đánh vệ sinh lại sạch sẽ hoàn toàn. Đấy. Và tất cả bên khi mà vệ sinh nội thất bên em thì bên em đều là vệ sinh bằng máy hơi nước nóng cho anh em, nên anh em đảm bảo an toàn về chất lượng cho anh em. Và thì về phần thi công, những cái dưỡng của Maguire, dưỡng của Sonax, hóa chất của Maguire đều là những hóa chất nhập của Mỹ. Và sau khi làm xong thì nó sẽ có một cái gói khử mùi, xông hơi khử mùi cho anh em để khử khuẩn lại hết toàn bộ các khoang nội thất này, đảm bảo cho khoang nội thất của anh em là sạch sẽ và thơm tho. Đấy. Đấy. Anh em thấy không ạ, một cái gói nội thất như vậy thôi mà thi công đến trong vòng một ngày và mất rất là nhiều nhân công, từ 3 đến 4 người thì mới vệ sinh xong một chiếc xe như thế này. Đấy. Anh em mà đang có nhu cầu dọn nội thất chuyên sâu nhá, hoặc là đang muốn chăm chút lại cho chiếc xe của mình thì hãy đến với Akala Thái Nguyên anh em nhá.